trong của món cơm niêu ở đây, các chịu lại gì không? Đây là nếu có hình dung á thì cái này giống hồi xưa thiệt, niêu cái gạo này ngon quá nên không phải giống hồi xưa. Sầu râu luôn nè, đúng không? Đây là món gà kho gừng. Tôm bông hay sao? Đã đâu cho anh chị?
biệt nhất là phải nói là mình rất thích, nhưng mà chỗ này có một cái điều là mình thấy nó chưa hợp lý nè, là vẫn còn có một vật dụng bằng kim loại, là nó không phù hợp, là nó chưa phù hợp lắm với cái hệ thống là nêu bằng đất, bằng mộc, bàn đây, bàn bằng tre, quá hay. Thì cái điểm này có một điểm chút xíu à, điểm này là điểm rất là nhỏ anh chị ha. Rất là ngon các anh chị. Trang bày tất cả các vật dụng đều rất là phù hợp. Chỉ có một điểm nhỏ nãy mình thấy là có một cái đồ khách. Dù là mục đích cuối cùng là các đồ mút là bản sắc. Cái điểm đó có điều là điểm một điểm tinh thiếu. Nhưng mà mình thấy rằng là nhìn chung thì tổng thể rất là tuyệt vời. Anh cái cảm giác anh con cháy rồi được các vật mà nó đi như thế này. Là mình nhớ lại hồi xưa cực kỳ luôn các anh chị. Hồi xưa mình nấu nồi cơm mình nghe kiểu này nè các anh chị. Gọi là bốn chơi đồ hàng mà cỡ của người lớn á. Cứ em vô lục nồi. Xong rồi cái lục cái một á, có hai cách. Một á là đi lấy trộm gạo xong rồi bỏ vào đây nấu. Cái thứ hai là mình cứ vô lục trong cái nồi cơm á các anh chị, xong rồi cái múc ra miếng đây bỏ đây rồi đồng nấu lên chứa cho nó cháy. Rất là nhớ kỷ niệm, rất tuyệt vời. Rồi cảm ơn các anh chị đã tham gia gửi cái buổi chia sẻ của Phát Huy về quán cơm là Niêu Tập Tàng, cơm niêu rau tập tàng ở số 5 Cảnh đạo thành phố Vũng Tàu. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phát Huy trên kênh Huy Sài Gòn nha. Xin chào. Thank you.